Xin chào quý vị các bạn, chúng ta đến buổi giới thiệu sản phẩm đến từ Vassal Lofon Việt Nam. Hiện tại các bạn đang nhìn thấy sản phẩm là một chiếc tai nghe Extra Bass 450 AP. Cái này thì có biểu thị màu ở bên ngoài hộp luôn. Hiển thị cái màu này là màu vàng, không thể nhầm lẫn được. Hộp nào cũng đi theo hộp đó luôn, màu nào sẽ đi theo hộp đó luôn. Ở đây chúng ta có một cái hình bên ngoài. Ở đây chúng ta thấy là mic thu âm để nói chuyện điện thoại hay cái gì đó thì có hiển thị bên ngoài hết luôn. Đó, các bạn thấy đây là cái hộp đến từ sản phẩm đến từ Thái Lan. Mình sẽ mở hộp ra và giới thiệu qua một chút xíu về sản phẩm. Bên ngoài này thì có nhiều màu khác như là màu đỏ, màu tím, màu đen và màu xanh. Có rất nhiều dải màu để mình lựa chọn. Mình thử cho các bạn màu vàng cho nó chói lọi. Chiếc tai nghe thì được bán với giá là 150.000 ta đồng tại vassalofon.vn. Bạn nào thì truy cập nhanh website để đặt mua hàng hoặc là gọi điện số điện thoại của bên mình. Ở đây chúng ta có một cái tai nghe màu vàng rất là đẹp. Mình đánh giá cái sản phẩm này rất là tốt luôn. Mình đã cho tất cả mọi người nghe thử sản phẩm bên mình về. Thì tất cả mọi người khi bật nhạc lên một cái và sẽ ồ ồ ngay lập tức, không ai là không ngạc nhiên với chất lượng của sản phẩm. Một sản phẩm 150.000 mà có giá như thế này thì thật sự nó quá rẻ. Ở đây chúng ta một cái tai nghe có in hình là XB450 ở đây luôn. Chúng ta có một cái giải đồng tâm rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy cái dải Sony đồng tâm rất là đẹp. Mình sẽ để là xuống sản phẩm và cho các bạn nghe thử một vài chức năng của nó. Chức năng của cái tai nghe Sony này thì chúng ta có thể xoay đi xoay lại để mình có thể đi du lịch hay cái gì đó, mình bỏ vào cặp thì nó không bị gãy hoặc là gọn hơn. Và các bạn nếu mà không muốn cái này bị gãy thì chúng ta nên cẩn thận với cái bằng nhựa. Ở đây chúng ta có một cái trục bằng nhựa trên đầu, bằng nhựa các bạn nhé. Nên có thể kéo ra kéo vào để tùy chỉnh cho cái độ vừa đầu của mình để cảm giác rất là thoải mái. Khi trải nghiệm tất cả sản phẩm này thì mình đã nói ngay từ đầu rồi, bạn nào mà sử dụng tất cả mọi chất liệu như kiểu là Nokia hay là Sony hay là iPhone, Apple hay Samsung, tất cả mọi chất liệu trong mọi loại máy cắm vào đều nghe rất là tốt. Ở đây chúng ta một cái dây tai nghe chống rối, loại dẹp chống rối và một cái giáp tai nghe chống gãy ở đây. Mình có thể thấy khi bật cho vào thì mình có thể nghe tất cả mọi loại âm thanh của nó rất là hay. Mình rất là thích cái tai nghe này, bạn nào thử truy cập vào website để thử hoặc là đến cửa hàng nếu mà thử sản phẩm luôn tại cửa hàng. Sản phẩm bên mình đang bán với giá là 150.000, bạn nào cho vào hộp thì nó đi đường rất là tiện và cái trục của nó rất là êm và mềm. Cảm giác sử dụng nó rất là thoải mái. Đó, các bạn thấy sản phẩm rất là tiện dụng. Có rất là nhiều màu cho các bạn lựa chọn, nhanh tay đặt hàng trên website bên mình hoặc là đến cửa hàng ở bên Trường Chinh thì mình có thể trải nghiệm sản phẩm luôn các bạn nha. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi. Nhớ like và chia sẻ trang YouTube của mình để nhiều sản phẩm đến hơn các bạn. Website bên mình là alofon.vn. Bạn nào nhanh tay truy cập website bên mình đặt hàng hoặc là gọi điện theo hai số điện thoại trên hotline hoặc là đến địa chỉ đó để thử sản phẩm luôn. Nếu sản phẩm không ý bạn phải trả luôn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.